Hôm nay ba Tuấn giới thiệu đến các bác một em MacBook mới về được, thêm một em MacBook nữa để với tầm tiền hơn 8 triệu, gọi là 8 triệu 9 là 9 triệu. Các bác mua một con laptop thì chắc chắn là nó sẽ không thể sang trọng và đẳng cấp như con này được rồi. Con MacBook này thì nó dùng nó gần như laptop, nhưng mà nó là chạy một cái hệ điều hành OS riêng. Hệ điều hành riêng của đây. Thằng MacBook này nó chạy hệ điều hành này riêng ạ. Nó không dùng Win đâu bác ơi. Thằng này nó không dùng Win. Những cái dòng này thì bác nào muốn dùng Win thì cũng có thể cài Win trên này được. Nhưng đa số dùng MacBook nó sẽ hay hơn. MacBook thì hầu như là các lệnh của nó sẽ khác với lại laptop một chút thôi. Nó gần nó gần ngược lại một chút thì có nghĩa là bác mua ở laptop bên laptop thì bác muốn tắt một cái giao diện nào đấy thì bác kích cái nút nút cái gạch kéo đỏ bên phải chẳng hạn. Nhưng con này thì lại tắt ở bên trái này. Nói chung là bác mà muốn dùng thì tầm khoảng độ 3 ngày, dùng 2 đến 3 ngày là sẽ quen quen những con này luôn. Đấy. Thằng này thì báo cáo bác là nó có quá sang trọng và đẹp. Những con máy này thì cầm lên nó gọi là đẳng cấp doanh nhân rồi. Đấy. Dòng này thì chạy được tất cả như nó dùng được như laptop luôn ạ. Nhưng đặc biệt là cái dòng này là chất lượng âm thanh và hình ảnh của nó thì không thể chê được. Nó còn đẹp hơn cả điện thoại cơ. Xem chất lượng hình ảnh và nét độ trong trẻo của nó, nhìn này, nó còn hơn cả điện thoại rất là nhiều. Điện thoại chứ là cái gì ạ? Đấy, MacBook. Thì đối với lại những con MacBook như thế này thì sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu cho các bác giới thiệu qua cho bác đây, giới qua cho bác về những cái dòng MacBook này. Thì em sẽ quay vào giao diện chính cho bác nhé, mời bác vào giao diện chính luôn. Này, sau đây mà Tuấn sẽ giới thiệu về em nó, về tất cả thiết kế của em nó. Con này thì hàng này là nhập từ Nhật về. Mà đã hàng đã nhập từ Nhật về thì tất cả trên bàn phím của nó đều có cả ký tự tiếng Anh và tiếng Nhật, có nhìn thấy chưa? Những cái dòng mà bán tại Việt Nam ấy, thì nó sẽ không có ký tự tiếng Nhật này đâu. Dòng này là đồ từ Nhật về nên có cả ký tự tiếng Nhật và tiếng Anh. Đấy, những con MacBook này. Con MacBook này là con MacBook Pro. Để em đọc luôn cho bác nhé. Đây, về cấu hình của nó thì nhà sản xuất người ta sẽ giới thiệu trong này hết. Ở bên trên này sẽ chuyển về, họ sẽ chuyển về tiếng Việt hết cho bác rồi. Đây, giới thiệu về máy Mac này, bác nhìn này. Đây. Họ giới thiệu về tổng quan này. Phiên bản thì các bác về bác chỉ cần dùng mạng liên tục, nó sẽ tự cập nhật lên những cái phiên bản mới nhất cho các bác. Hiện tại bây giờ nó đang chạy phiên bản 10.15.7. Con này là con MacBook Pro. Con này màn hình của nó là 13 inch. Em đã nói rồi mà, con này màn hình của nó còn đẹp hơn cả màn hình điện thoại cơ. Màn hình 13 inch. Đấy, con này là con MacBook màn hình 13 inch 2016. Con này là bộ vi xử lý của nó là chip Core i5 lõi kép luôn ạ. Chip Core i5 lõi kép. Bộ nhớ RAM của em nó lên đến 8 GB. Quá mạnh chưa bác? Con DDR3 luôn. Chạy DDR3. Đặc biệt là con này có cả card đồ họa luôn. Có card đồ họa graphics 4540. Đấy. Chưa? Đây là đối với lại phiên bản. Về giới thiệu màn hình này. Cái trong phần màn hình. Thì màn hình đây nó giới thiệu em vừa đọc rồi đấy. Màn hình của nó chính thức chuẩn của nó là 13,3 inch. Quá đẹp chưa ạ? Độ phân giải là 2560 nhân 1600. Đấy. Các màn hình đồ họa thì vừa đọc rồi. Về cái phần bộ nhớ và lưu trữ. Lưu trữ thì bộ con này có một cái bộ nhớ là 256 GB. Hiện tại là 256 GB và đang dùng là 194 GB và những bộ nhớ để đây, tổng của nó là 256 GB. Đấy. Ngoài những cái phần nó báo đỏ đây ra là đã cài Win các thứ ra. Đấy, còn những cái dịch vụ hỗ trợ rồi hướng dẫn sử dụng cho các bác thì đây. Nó có trợ giúp về máy Mac này, hướng dẫn sử dụng có hết này. Bác muốn không biết thì bác kích vào hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ hướng dẫn sử dụng lần lượt. Đây này, nó có phần dạy các bác này. Sử dụng như thế nào hết, nó hướng dẫn sử dụng hết. Ok chưa bác? Quá thoải mái rồi chưa ạ? Đấy là phần hướng dẫn sử dụng này, hỗ trợ của Mac này, rồi thông số này, hỗ trợ phần cứng này, chứng nhận về quy định này, rồi những cái thông tin quan trọng nó đều hỗ trợ hết thế này luôn. Chưa? Đấy, đấy là với về đấy. Còn về những cái phần tệp cửa sổ mới thì đây, tất cả đây đều dùng bằng tiếng Việt hết nên rất là tiện cho bác nhé. Nó đều đều áp về tiếng Việt cho bác hết rồi nên rất là dễ sử dụng luôn. Con này các bác, các ông, các bà, các cụ, cháu học được hết, đều là chuyển về tiếng Việt hết rồi. Đấy, chưa? Tất cả đều tiếng Việt hết. Đây này, giới thiệu về máy rồi thoát rồi mục gần đây để bắt buộc. Những cái mục nào vừa dùng gần đây thì nó sẽ lưu hết ở đây. Nói chung là dùng con này nó thông minh lắm ạ. Khi bác dùng con này thì bác sẽ chán laptop luôn. Mới đầu thì bác dùng nó chưa quen thì tầm khoảng độ 2 đến 3 ngày đầu là các bác sẽ quen dần những cái tính năng. Ví dụ như bây giờ mình muốn muốn muốn
Ông tắt, bây giờ em ví dụ em muốn mở cái giao diện này lên nhé. Đấy. À, bình thường là có laptop là các bác sẽ phải kích cái nút đỏ bên này để tắt. Nhưng con này nó lại kích ở nút đỏ bên này. Tắt. Nó chỉ một số cái ngược thôi. Nhưng mà dùng con này nó thông minh hơn, nó thông minh hơn là laptop rất là nhiều. Thông minh hơn và nó cao cấp hơn. Word Cell đều có đấy bác nhé. Đây, Cell có hết này. Word Cell có tất cả Word Cell đều có hết trong này luôn. Bác thích cài cái gì cũng có. Word Cell, PowerPoint không thiếu cái gì cả. Nói tóm lại là bây giờ cái con này cài nó rất dễ, nó phổ thông rồi. Rồi vào trình duyệt mạng tất cả đều nằm hết ở dưới này. Được chưa? Em Tuấn mở YouTube cho bác nhé. Báo cáo bác là những con này thì chạy thì mệt nghỉ rồi. Đấy. Còn bác nào muốn nhanh hay nét hay không thì nó nhanh nữa hay không thì nó liên quan tốc độ mạng nữa cơ. Còn máy thì nó quá nhanh rồi. Máy này không nhanh thì máy nào nhanh nữa, đúng không? Đấy. Đây nha. Đây nhỉ. Các bác không thể chê được nó đâu. Nói chung là khi các bác đã dùng con này rồi thì chắc là không có bác nào muốn quay lại laptop. Khi bác đã dùng con này rồi thì không có bác nào muốn quay lại laptop luôn. Bởi vì là cái chất lượng âm thanh nó cực kỳ hay, nhưng em không dám mở to âm thanh lên. Khi em Tuấn mở to âm thanh là cái âm thanh này nó sẽ vào kênh YouTube của em ấy. Nó đánh bản quyền, nó khóa bản quyền nên là em không dám mở nhạc to bác không cảm nhé. Này. Nhạc loa nó hay lắm, nên em không dám mở. Cái đấy bác không cảm. À, bị đánh bản quyền mất, mệt lắm bác ạ, lại đau đầu lắm. Ok chưa? Đấy, ví dụ như con này này muốn tắt thì lại phải sang bên này tắt. Đấy, máy tính thì tắt bên này. Tắt bên này, nhưng con này Mac thì nó nút đỏ bên này. Vậy thôi. Nói chung là dùng như con này thì thích lắm ạ. Ngoài ra thì bên em có cung cấp cho các bác những cái bộ chuyển đổi nhé. Có nhiều bác là đang muốn là copy dữ liệu từ có nhiều bác là muốn copy dữ liệu từ điện thoại sang điện thoại sang USB, hoặc là copy tài liệu từ điện thoại sang USB cất bớt đi mà không copy được. Bên em Tuấn có cung cấp nha. Có cung cấp cho các bác những chiếc USB, những bộ chia đây. Bộ chia này 80.000 một chiếc này. 80.000 một chiếc này. Đây là bộ chia. Bộ chia là gì ạ? Ví dụ như các bác muốn dùng cái điện thoại này Samsung này chẳng hạn thì bác cắm cái đầu Samsung vào đây. Đấy, ông cắm USB vào đây. Copy giữ tài liệu ra. Còn không thì bác muốn dùng con iPhone để lấy tư tài liệu iPhone đi. Thì đây con iPhone đây. Thì bác lại cắm chân iPhone này vào đây. Đấy, ok chưa? Còn không thì bác lại muốn lấy tài liệu từ một con điện thoại có cạp có cổng micro USB ngày xưa chẳng hạn. Thì đây nó có cổng USB ngày xưa. Tóm lại con này nó có đầy đủ bộ và cuối cùng nó chuyển về USB. Hoặc là bác muốn copy tài liệu từ USB vào thì bác cũng cắm vào đây, bác cắm tài liệu USB vào đây bác vào. Bộ nhớ bác ấy copy vậy thôi. Đây em Tuấn thử nhá. Em Tuấn thử một con USB để xem nào. Này bác nha. Này, vào đây. Đấy. Để con USB vào đúng không? Đây, em cho USB vào đây. Đấy. Đây là USB vào đây luôn. Thì vào trong này các bác kiểm tra bộ nhớ thôi. Thì cái bộ chia này có mức giá là 80k bác nhé. 80k một chiếc. Nếu bác vào quản lý tập tin này. Lưu trữ. Thì bác nhìn đây, nó có thiết bị USB nhìn chưa? Nhìn thấy USB đây chưa? Em Tuấn rút nhá, thiết bị USB em vừa cắm nhá, em rút này. Rút ra nó sẽ mất. Bác quay ra, bác quay vào nó mới thấy mất. Mất rồi nhá, bác nhìn thấy mất chưa? Mất chưa? Đấy, mất luôn. Bây giờ Tuấn cắm vào nhá. Cắm vào hồi quay ra, xong quay vào thì nó mới cho nhìn thấy. Đấy, nhìn thấy luôn rồi. Đây là hiện USB đây, nhìn thấy chưa? Đấy. Karaoke bác nhìn thấy chưa? Đấy, karaoke, cái USB này là em copy nhà karaoke mà. Đấy, nhìn nhà karaoke chưa? Bài ca kỷ niệm rồi là tất cả USB bên kia sông. Đấy, bác nhìn chưa? Tất cả bác muốn lấy tài liệu từ USB vào, bác chỉ cần đúng cái bộ chiên thôi. Cho các loại điện thoại luôn. Đấy nha. Đấy. Đây em nhìn nhé, bác nhìn nhé, em rút này. Rút ra nó mất này. Mất luôn. Đấy, tài liệu đấy là nằm trong USB này. Rồi em Tuấn chào các bác nhé. Bộ chiên này mức giá 80k. Chào bác.